Chúng ta có đơn độc trong vũ trụ hay không? Đây là một câu hỏi đã tồn tại hàng ngàn năm mà cho đến nay nhân loại vẫn chưa có câu trả lời. Loài người mới chỉ xuất hiện trên trái đất cách đây khoảng 1 triệu năm và tuổi của trái đất cũng chỉ mới khoảng 4,5 tỷ năm tuổi. Nếu đem tuổi của trái đất so sánh với 13,8 tỷ năm tuổi của vũ trụ thì trái đất chỉ giống như tuổi của một cậu thanh niên. Do đó, khả năng tồn tại của các nền văn minh phát triển hơn loài người trong vũ trụ là điều mà khó có thể bác bỏ. Nếu như các nền văn minh đó cũng sinh sống trên những hành tinh tương tự trái đất, thì đâu là những hành tinh có tiềm năng nhất cho sự sống ngoài trái đất mà con người đã phát hiện ra? Hãy cùng Top Thú Vị đi khám phá các ngoại hành tinh có thể tồn tại sự sống trong video ngày hôm nay nhé! Chúc các bạn xem video vui vẻ! Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Top Thú Vị! Nào! Chúng ta hãy cùng đi khám phá. Tìm kiếm các ngoại hành tinh là một công việc khá khó khăn. Chúng đòi hỏi các nhà khoa học cần có sự quan sát kỹ lưỡng và phân tích tỉ mỉ các dấu hiệu dù là nhỏ nhất để họ có thể đưa ra được kết luận về sự tồn tại của một ngoại hành tinh. Tính đến thời điểm hiện tại, nhân loại mới phát hiện ra 4.202 ngoại hành tinh trong vũ trụ. Trong đó, phần đa là các ngoại hành tinh khí, nơi mà chúng ta dường như không có hy vọng về sự sống kiểu trái đất có thể tồn tại. Còn lại là những ngoại hành tinh đất đá và những hành tinh băng. Để có thể xuất hiện sự sống kiểu trái đất, điều tiên quyết của các ngoại hành tinh là chúng phải nằm ở khu vực có thể hỗ trợ sự sống của ngôi sao chủ. Cũng như trái đất của chúng ta vậy, nó có một khoảng cách hợp lý đến mặt trời để nước có thể tồn tại ở dạng lỏng. Và đương nhiên, trái đất may mắn có một bầu khí quyển đủ dày để bảo vệ và giữ nhiệt lượng cho hành tinh. Bây giờ, chúng ta cùng điểm qua những ngoại hành tinh nằm trong vùng có thể sống của ngôi sao chủ mà các nhà khoa học đã phát hiện ra nhé! Thứ nhất, ngoại hành tinh Proxima Centauri B. Đây là một ngoại hành tinh quay quanh vùng có thể sống của ngôi sao lùn đỏ Proxima Centauri và đây cũng là ngôi sao gần trái đất nhất, cách trái đất chỉ 4,2 năm ánh sáng. Chính vì vậy, hành tinh Proxima Centauri B trở thành ngoại hành tinh gần trái đất nhất. Xét về kích thước, đây là một ngoại hành tinh có bán kính lớn hơn trái đất một chút. Theo tính toán, bán kính của Proxima Centauri B nằm trong khoảng từ 1,07 đến 1,3 lần bán kính của trái đất. Nằm cách ngôi sao chủ một khoảng cách 0,05 AU, tức khoảng 7 triệu 500.000 km. Ở khoảng cách này, nó chỉ mất 11,2 ngày trái đất để hoàn thành một chu kỳ quỹ đạo. Điều này có nghĩa, một năm trên Proxima Centauri B chỉ tương đương 11,2 ngày trái đất. Ngoài ra, ở khoảng cách này, hành tinh nhận được lượng bức xạ từ ngôi sao chủ tương đương khoảng 65% lượng bức xạ của trái đất nhận được từ mặt trời. Nhiệt độ cân bằng của ngoại hành tinh này được ước tính vào khoảng 234 độ K, tức khoảng âm 39 độ C. Với nhiệt độ cân bằng này, nếu Proxima Centauri B có một bầu khí quyển đủ dày, nó có thể che chắn và giữ nhiệt cho hành tinh. Cũng như trái đất của chúng ta với nhiệt độ cân bằng vào khoảng âm 18 độ C, nhưng do có bầu khí quyển thuận lợi nên trái đất trở thành ngôi nhà chung của các loài sinh vật, trong đó có con người. Nhưng khi phân tích kỹ hơn về ngoại hành tinh, các nhà khoa học e ngại rằng do khoảng cách khá gần ngôi sao chủ nên hành tinh có thể bị khóa thủy triều bởi ngôi sao chủ. Lúc này, một mặt của hành tinh luôn hướng về ngôi sao, mặt còn lại sẽ nằm trong bóng tối vĩnh viễn. Và đương nhiên, nếu điều này xảy ra thì việc tồn tại sự sống kiểu trái đất trên ngoại hành tinh này là rất khó. Nhưng các nhà khoa học vẫn chưa chắc chắn về độ lệch quỹ đạo của nó, chỉ có điều nó dưới 0,35. Điều này giúp cho các nhà khoa học hy vọng rằng Proxima Centauri B có đủ khả năng để bắt quỹ đạo cộng hưởng 3-2 tương tự thủy tinh của hệ mặt trời. Lúc này, Proxima Centauri B có thể tự quay một vòng hết 7,5 ngày và cứ 3 vòng tự quay của nó cũng bằng thời gian hoàn thành 2 vòng quay quỹ đạo. Nếu điều đó xảy ra và hành tinh có một từ trường đủ mạnh để ngăn cản những tia bức xạ có hại của sao lùn đỏ, thì có lẽ Proxima Centauri B sẽ trở thành một nơi lý tưởng cho sự sống hình thành. Có một điều thú vị là, mặc dù ngoại hành tinh này nằm gần trái đất nhất, nhưng mãi cho đến ngày 24 tháng 8 năm 2016, các nhà khoa học mới phát hiện ra sự có mặt của nó.
Bởi vậy, chúng ta có thể thấy, để phát hiện được một ngoại hành tinh là một công việc không dễ dàng đối với các nhà khoa học, và họ cũng đang xây dựng những dự án quan sát và phân tích bầu khí quyển của Proxima Centauri b, hy vọng rằng sẽ tìm được dấu vết của hơi nước trong bầu khí quyển của ngoại hành tinh trong tương lai. Thứ hai, ngoại hành tinh Gliese 667cc. Đây cũng là một ngoại hành tinh quay quanh khu vực có thể ở của ngôi sao Luân Đỏ. Ngôi sao chủ của nó là một thành viên trong hệ thống 3 ngôi sao Gliese 667. Nằm cách Trái Đất khoảng 23,6 năm ánh sáng, ngoại hành tinh có bán kính gấp khoảng 1,5 lần bán kính của Trái Đất. Nó được đề cập lần đầu vào năm 2011 và một năm sau nó mới chính thức được công bố. Nằm cách ngôi sao chủ một khoảng cách 0,125 AU, tức 18.750.000 km, Gliese 667cc mất 28,16 ngày để hoàn thành một chu kỳ quỹ đạo. Dựa trên những tính toán tổng thể về năng lượng hấp thụ bức xạ của ngoại hành tinh từ ngôi sao chủ, các nhà khoa học cho rằng nó có nhiệt độ cân bằng ấm hơn Trái Đất một chút. Theo đó, nhiệt độ cân bằng của ngoại hành tinh khoảng 277 độ K, tức vào khoảng 4 độ C. Với nhiệt độ cân bằng này, nếu nó có một bầu khí quyển tốt, chắc chắn nước sẽ tồn tại ở dạng lỏng trên bề mặt. Nhưng rất tiếc, do khoảng cách của Gliese 667cc khá gần sao chủ, nên có lẽ nó cũng bị sao chủ khóa thủy triều. Điều này làm cho cơ hội có thể ở được của ngoại hành tinh thấp hơn so với những ước tính ban đầu của các nhà khoa học. Có một điều thú vị là, ngôi sao chủ Luân Đỏ mà ngoại hành tinh cư trú, nó khá nhỏ. Chính bởi vậy, các nhà khoa học cho rằng tuổi đời của nó có thể dài hơn từ 10 đến 15 lần so với tuổi đời của mặt trời. Thứ 3. Ngoại hành tinh Kepler-442b. Đây là ngoại hành tinh quay quanh vùng có thể ở của ngôi sao dãy chính có quang phổ loại K. Ngoại hành tinh được phát hiện lần đầu vào ngày 6 tháng 1 năm 2015, với bán kính của nó gấp khoảng 1,34 lần bán kính của Trái Đất. Nằm cách ngôi sao chủ một khoảng cách 0,41 AU, tức khoảng 61,5 triệu km. Ở khoảng cách này, ngoại hành tinh mất khoảng 112,3 ngày Trái Đất mới hoàn thành được một chu kỳ quỹ đạo. Điều này có nghĩa, cứ 3 năm trên Kepler-442b thì sẽ gần bằng 1 năm trên Trái Đất. Ngoài ra, ngoại hành tinh có một nhiệt độ cân bằng khá thấp, nó vào khoảng 233 độ K, tức âm 40 độ C. Khi xét về chỉ số sự sống trên ngoại hành tinh, các nhà khoa học cho rằng với Kepler-442b có thể có một môi trường thuận lợi cho sự sống. Nhưng do chúng ta cũng chưa biết được bầu khí quyển của nó ra sao, nên các nhà khoa học cũng chưa chắc chắn về điều đó. Ngoài ra, do ngoại hành tinh nằm cách Trái Đất 1.206 năm ánh sáng, nên với công nghệ khoa học hiện nay, chúng ta chưa đủ năng lực để phân tích môi trường sống trên ngoại hành tinh này. Nhưng có một điểm đáng lưu ý là ở vị trí của ngoại hành tinh này, nó nhận lượng bức xạ từ ngôi sao chủ tương đương 70% lượng bức xạ của Trái Đất nhận được từ mặt trời. Ngoài ra, với ngôi sao chủ Kepler-442 có quang phổ loại K, các nhà khoa học cho rằng nó có thể tồn tại trong dãy chính từ 15 đến 30 tỷ năm, lâu hơn khá nhiều nếu so với thời gian khoảng 10 tỷ năm dãy chính của mặt trời. Thứ tư, ngoại hành tinh Kepler-452b. Đây là một ngoại hành tinh vô cùng đặc biệt, nó được coi là phiên bản 2.0 của Trái Đất. Với bán kính gấp khoảng 1,5 lần bán kính Trái Đất, nằm cách ngôi sao chủ một khoảng 1,046 AU, tương đương với khoảng cách từ Trái Đất đến mặt trời. Ngoài ra, chu kỳ quỹ đạo của nó vào khoảng 384,8 ngày Trái Đất, lâu hơn Trái Đất khoảng 20 ngày. Không những vậy, ngôi sao chủ của nó quay quanh, đó là một ngôi sao dãy chính có quang phổ loại G2V. Bạn có nhận ra điều gì không? Đây là một ngôi sao dãy chính giống mặt trời của chúng ta. Ở một khoảng cách tương tự Trái Đất, với chu kỳ quay chậm hơn một chút, điều này chứng tỏ nó xứng đáng được gọi tên là phiên bản 2.0 của Trái Đất. Ngoại hành tinh được công bố lần đầu vào ngày 23 tháng 7 năm 2015. Khi mới được công bố, nó đã làm chao đảo các nhà thiên văn học thế giới bởi vì những sự trùng hợp đến kỳ lạ của nó với Trái Đất. Lúc đó, người ta tính toán được rằng nhiệt độ cân bằng của ngoại hành tinh này là 265 độ K, tức âm 8 độ C, ấm hơn một chút so với nhiệt độ cân bằng của Trái Đất. Nhưng khi phân tích về ngôi sao chủ, các nhà khoa học nhận thấy nó có tuổi đời khoảng 6,5 tỷ năm tuổi, lớn hơn tuổi đời của mặt trời khoảng 1,9 tỷ năm.
Điều này có nghĩa ngôi sao chủ của nó đang bắt đầu ở quá trình nóng lên. Chính vì vậy, có thể toàn bộ nước trên ngoài hành tinh này nó đã bốc hơi hết. Điều này quả thực là đáng tiếc, nếu không đây chắc chắn là một nơi lý tưởng trong vũ trụ có điều kiện căn bản giống trái đất nhất. Nhưng khi tính toán về khoảng cách, nó lại làm cho các nhà khoa học thất vọng, bởi vì ngoại hành tinh nằm cách trái đất khoảng 1.402 năm ánh sáng. Với khoảng cách này, chúng ta gần như không có cơ hội ghé thăm ngoại hành tinh. Vậy là hôm nay, Tốt Thú Vị và các bạn đã cùng đi khám phá những ngoại hành tinh nằm trong vùng có thể sống của ngôi sao chủ. Ngoài 4 hành tinh trên, vẫn còn một số hành tinh khác, chúng đều được các nhà khoa học liệt kê vào danh sách này. Trong một video, Hải Yến sẽ không thể giúp các bạn khám phá hết được. Rất mong các bạn thông cảm và hẹn các bạn ở những phần tiếp theo. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Tốt Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.